Câu 36. Trong giờ thực hành, bạn nghĩa thả một hòn bi bắt đầu lăn từ đỉnh dốc nghiêng dài 1 mét. Xem hòn bi chuyển động thẳng nhanh dần đều, và thời gian hòn bi lăn hết dốc là 0,5 giây. Tính vận tốc của hòn bi tại chân dốc. Đầu tiên, chúng ta sử dụng phương trình S bằng V rho T cộng 1 phần 2 AT bình để chúng ta tính gia tốc A. Và thầy tính được A bằng 8 mét trên giây bình. Sau đó, chúng ta tiếp tục áp dụng công thức V bằng V rho cộng AT với V rho bằng 0, bởi vì bạn nghĩa thả hòn bi bắt đầu lăn thì vận tốc ban đầu phải bằng 0. Chúng ta tính được vận tốc tại chân dốc là 4 mét trên giây. Chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu 37. Một xe đang chạy vận tốc 36 km/h trên đường thẳng nằm ngang thì người lái xe hãm phanh. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau 5 giây kể từ lúc hãm phanh. Quãng đường xe được trong giây cuối. Đầu tiên, chúng ta phải xác định rằng vận tốc 36 km/h không phù hợp với đơn vị là 5 giây. Do đó chúng ta sẽ đổi 36 km/h bằng 10 m trên giây. Chúng ta áp dụng công thức V bằng V0 cộng AT. Lưu ý rằng xe dừng hẳn vận tốc cuối cùng bằng 0. Vừa tính ra gia tốc A bằng trừ 2 m trên giây bình. Sau đó, chúng ta sẽ tính quãng đường xe được trong giây cuối. Cụ thể ở đây là chúng ta đi hết 5 giây. Như vậy, giây cuối nghĩa là từ giây thứ 4 tới giây thứ 5. Chúng ta lấy S5 trừ S4. Ráp số, chúng ta tính được quãng đường xe được trong giây cuối là 1 m. Như vậy, chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu 38. Hình bên là đồ thị vận tốc thời gian của một xe chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng nằm ngang. Quãng đường xe được trong giây thứ 5 là bao nhiêu? Đầu tiên, chúng ta thấy phương trình vận tốc thời gian V bằng V rho cộng AT. Trên đồ thị này, chúng ta xét hai điểm. Điểm 0,0, chúng ta ráp vào phương trình, chúng ta ra được phương trình số 1. Thứ hai là chúng ta xét điểm 5,20, chúng ta ra được phương trình số 2. Giải hệ hai phương trình hai ẩn 1 và 2 thì chúng ta dễ dàng tính ra được V rho bằng 0 và A này bằng 4 mét trên giây bình. Quãng đường xe được trong giây thứ 5, tức là từ giây thứ 4 tới giây thứ 5, chúng ta lấy delta S bằng S5 trừ S4. Thế số thì chúng ta tính được quãng đường này là 18 mét. Chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu 39. Hình bên là đồ thị vận tốc thời gian của một xe chuyển động chậm dần đều. Tính thời điểm lúc xe dừng lại. Đồ thị vận tốc thời gian thì chúng ta áp dụng phương trình V bằng V rho cộng AT. Chúng ta cũng xét hai điểm. Điểm đầu tiên là điểm 0,20. Chúng ta thế vào thì đã được phương trình số 1. Tương tự như vậy, chúng ta xét điểm 5,12. Thế vào thì được phương trình số 2. Từ 1 và 2, chúng ta bấm máy giải hệ hai phương trình hai ẩn, tính ra được V0 bằng 20 và A bằng trừ 1,6 mét trên giây bình. Xe dừng lại lúc vận tốc này bằng 0. Chúng ta lại ráp vô phương trình V bằng V0 cộng AT thêm một lần nữa, thì chúng ta tính được thời gian lúc xe dừng là 12,5 giây. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu A. Câu 40. Một người đi xe đạp đang chuyển động với vận tốc 5 m trên giây thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều trên đường nằm ngang. Hình bên là đồ thị vận tốc thời gian của người đi xe đạp. Quãng đường người đi xe đạp từ lúc hãm phanh cho tới lúc dừng là bao nhiêu? Đây là đồ thị vận tốc thời gian. Chúng ta áp dụng phương trình V bằng V rho cộng AT. Chúng ta xét hai điểm, điểm 0, 5, ráp vào được phương trình số 1. Tiếp theo chúng ta xét điểm 10, 0. Ta ráp vào được phương trình số 2. Giải 1 và 2, bấm máy tính ra được V0 bằng 5 m trên giây và A bằng trừ 0,5 m trên giây bình. Chúng ta lại ráp vào phương trình S bằng V0 T cộng 1 phần 2 AT bình để tính quãng đường đi được cho tới lúc nó dừng lại. Thì ra được bằng 25 m. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu